Mập ơi, hình như dạo này anh thấy sợi mắt cây một nút có vẻ hot đúng không Mập? Đúng vậy, nó vừa gọn mà nó vừa tiện lợi nhé. Tiện xe này thì có xe review cho anh em luôn nhé. À, thế là xe này cũng lên sợi mắt cây một nút hả Mập? Đúng rồi, xe này sẽ lên sợi mắt cây một nút chính hãng Honda này. À, đâu cho anh xem cái nào. Ôi trời ơi, lại nét chưa được, nét chưa được rồi. Ok, của Honda, chính hãng đúng không? Chính hãng Honda luôn nha. Ok. Khi anh em lắp thì mình sẽ cấp anh một cái FUB như vậy. Nó có một nút nhỏ gọn xinh xắn nha. Anh em nhấn một lần, để sáng này. Nhấn một lần này. Anh em nhìn này, xin nhấn nháy. Sẽ là vừa tìm xe, vừa mở khóa. Sẽ cho phép anh em mở khóa trong vòng 7 giây thôi nha. Rồi. Chỉ vòng 7 giây thôi. Đây, đèn nó cũng được. Tất cả mọi chức năng như gì hết nha. À, có một cái nữa đó là khóa cổ này, như zin luôn, anh em chỉ cần nhấn xong vặn về bên trái giúp mình đã khóa cổ nữa nha. Ok à. Thế cái này mở yên như zin không Mập? Đúng rồi, cái này mở yên như zin. Đây, nhớ một lần em vặn một nấc nha, thay vì vặn hai nấc sẽ làm ở điện toàn bộ xe. Đây, anh em vặn một nấc cho mình, nhấn nút shift này. Đây à, mở yên như zin luôn nha. Mở cốp xăng này, cốp xăng này. Đó. Mọi chức năng đều là như zin hết nha. Cái bộ này là, nói chung là nhỏ gọn và giảm giá thành xuống cho anh em. Bảo hành bao lâu Mập nhỉ? Này là bảo hành 1 năm cho anh em mình nha. Ok. Rồi, cảm ơn Mập. Bộ smart key 1 nút giá rẻ. Thank you.